xin kính chào các thầy cô, tớ chào các bạn. Sau đây tớ sẽ giới thiệu về một cuốn sách ở tên sách có ký tự số. Cuốn sách có tên 652 câu đố tuổi thơ. Tác giả là Ngọc Tú. Nội dung cuốn sách có các câu đố về con người, động vật và các hiện tượng tự nhiên. Tớ sẽ đố các bạn một vài câu đố nhé. Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, bắc cầu địa lý nằm ngang giữa trời là gì vậy nhỉ? Tớ cho các bạn 2 giây để suy nghĩ nhé. À, các bạn cũng đang nghĩ được rồi phải không? Tớ cũng đã có một đáp án đúng nhất rồi đấy. Đáp án đó là cầu vồng đấy các bạn ạ. Tớ cũng sẽ đố các bạn thêm một câu đố nữa. Không có chân, không có tay mà hay mở cửa là gì vậy nhỉ? Tớ cũng sẽ cho các bạn 2 giây như lúc nãy nhé. Thế là các bạn đã có đáp án rồi đúng không? Tớ cũng đã có một đáp án rồi đấy. Đáp án đó là gió đấy các bạn ạ. Câu chuyện này rất thú vị phải không nhỉ? Nó giúp chúng ta tư duy, phát triển những suy nghĩ và chúng ta học được nhiều bài học hơn, suy nghĩ tốt hơn. Nếu các bạn muốn đọc những quyển câu đố như thế này, chúng ta hãy vào thư viện của trường CGD mượn một cuốn câu đố nhé. Sau đây, câu chuyện của em đã hết rồi. Em chào các thầy cô và chào các bạn.